Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tính đến cuối tháng 4, VinFast không bán được một chiếc xe ô tô nào tại Đức. Ngày 5 tháng 6, nhà báo Hiếu Bá Linh tại Đức đã tổng hợp và loan tải tin trên. Theo đó, hôm 31 tháng 5 vừa qua, tờ báo Đức chuyên về xe ô tô Automobile đã có một bài báo nói về VinFast. Hình ảnh nhóm những người Việt đã đăng ký mua xe VinFast tại chợ Đồng Xuân, Berlin vào tháng 6 năm 2022. Bài báo mở đầu: "Hãy tưởng tượng một nhà sản xuất ô tô thâm nhập thị trường Đức, giao những chiếc ô tô đầu tiên và hầu như không có ai để ý. Đáng kinh ngạc không?" Thật sự là đúng như vậy, đó là điều đã xảy ra với thương hiệu VinFast của Việt Nam. Từ vài năm nay, VinFast đã nói về việc ra mắt thị trường Đức, nhưng giờ đây một sự ra mắt hoàn toàn khác với dự kiến, nó đã không được công chúng chú ý đến. Công ty VinFast thuộc tập đoàn Vingroup thực sự muốn ra mắt tại Đức sớm hơn nhiều. Việc thâm nhập thị trường Đức với các mẫu SUV chạy pin VF8 và VF9 đã nhiều lần bị hoãn lại. Gần đây nhất, vào tháng 12 năm 2023, VinFast đã thông báo rằng những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao ở Đức vào cuối năm 2023, nhưng rốt cuộc đã không thành. Theo tường thuật của tuần báo Đức Automobile Welt, những chiếc xe ô tô điện đầu tiên VF8 đã lưu thông trên đường phố Đức kể từ đầu năm nay. Hình ảnh xe VF8 là mẫu xe đầu tiên mà VinFast chào hàng thị trường Mỹ nhưng phải nằm bãi vì không bán được. Bài báo viết một cách mỉa mai, nói một cách thân thiện thì con số xe ô tô VinFast ở Đức là một con số dễ nhớ. Theo thống kê của cơ quan Liên bang Đức về xe cơ giới KBA, tính đến cuối tháng 4 năm 2024, có tổng cộng 21 chiếc VF8 đã được cấp phép lưu thông tại Đức. Con số này quá ít, nhưng nó không phải là số xe bán ra tại Đức, mà là những chiếc xe dành cho nội bộ sử dụng và xe dành cho khách hàng lái thử, VinFast cho biết khi được tờ Automobile Voker hỏi. Nghĩa là, tính đến cuối tháng 4 năm nay, VinFast không bán được một chiếc ô tô nào tại Đức. VinFast cho biết, "Chúng tôi vui mừng thông báo rằng đợt giao xe điện VinFast đầu tiên cho khách hàng sẽ bắt đầu vào tháng 5." Ở Đức là như thế, còn ở những nước khác thì sao? VinFast nói muốn mở rộng thị trường ở khoảng 50 quốc gia mới trong năm nay và đặt mục tiêu là bán được 100.000 ô tô điện, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2023. Nhưng con số hiện nay vẫn còn cách xa mục tiêu. Tờ báo Đức viết, trong quý đầu tiên vừa qua, chỉ có 9.700 xe ô tô VinFast đã được bán trên toàn thế giới, hơn một nửa trong số đó là giao cho các công ty taxi thuộc tập đoàn Vingroup. Hình ảnh Phạm Nhật Vượng, ông chủ cũng là CEO của VinFast, là người luôn tin tưởng vào tương lai của VinFast bất chấp thực tế. Đầu năm 2022, VinFast thông báo sẽ tìm kiếm địa điểm ở Đức để mở nhà máy sản xuất ô tô điện, nhưng sau đó chẳng thấy gì xảy ra. Tờ báo Đức cũng đề cập đến những điều bất lợi cho VinFast. Một mặt, ô tô Việt Nam nhận được những đánh giá thảm hại từ báo chí truyền thông hoặc từ khách hàng. Mặt khác, tại Việt Nam, VinFast được cho là thậm chí đã tố giác với công an đối với một khách hàng về những lời chỉ trích tiêu cực của xe VinFast. Ngoài ra, một blogger chỉ trích xe VinFast được cho là đã bị bắt và công an thẩm vấn trong suốt 35 giờ. Ngoài ra, tại Mỹ, VinFast đang gặp những khó khăn cực lớn như đối diện với các vụ kiện tập thể về việc cung cấp thông tin không chính xác và đầy đủ, dẫn đến thiệt hại của nhiều nhà đầu tư. Đối diện với một vụ kiện vi phạm bản quyền của một công ty đứng đầu ngành thép thế giới. Đối diện với vụ điều tra về tai nạn dẫn đến cái chết của 4 người trong một gia đình tại California khi sử dụng xe VinFast. Đối diện với một vụ kiện vì nợ tiền thuê mặt bằng, thua lỗ kéo dài và nợ nần đang ngày một tăng cao. Giá cổ phiếu giảm liên tục và duy trì ở mức cực thấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin. Tính đến cuối tháng 4, VinFast không bán được một chiếc xe ô tô nào tại Đức. Một YouTuber đưa tin về sư Minh Tuệ bị phạt. Ngày 4 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin Thừa Thiên Huế phạt 7,5 triệu đồng một YouTuber đưa tin sai về Thích Minh Tuệ. Theo đó, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một YouTuber vì cho rằng người này đăng tin sai về tình hình an ninh trật tự nơi nhà sư Thích Minh Tuệ hành khất. Hình ảnh bài trên VOA. Cụ thể, VOA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho biết, ngày 3 tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc công an của tỉnh này đã thành lập biên bản xử phạt ông Nguyễn Văn Tý ở xã Thanh Tuyên
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, chủ tài khoản kênh YouTube 15 giây Bình Dương. Lý do ông Tý bị phạt là ông đăng các video giật tít, câu view, thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự tại Thừa Thiên Huế khi ông Thích Minh Tuệ cùng đoàn người đi qua, trang VN Express tường thuật. Khi làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông 34 tuổi này khai rằng vào ngày 31 tháng 5, ông tháp tùng đoàn khất thực của ông Thích Minh Tuệ vào địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 2 tháng 6, ông đăng các video với nội dung Huế vỡ trận, công an chặn tất cả các phương tiện khi ông Thích Minh Tuệ đi qua. Đến ngày 3 tháng 6, kênh này tiếp tục đăng video, chị gái dân địa phương cho biết vị trí của thầy đang ở đâu, cực căng. Vẫn theo trang VN Express, hình ảnh sư Thích Minh Tuệ, người truyền cảm hứng tích cực về lối sống, đạo đức, buông bỏ vật chất. Trang Thanh Niên dẫn lời nhà chức trách cho rằng những cụm từ mà YouTuber này sử dụng như toan rồi, cực căng và một số nội dung mang hơi hướng mê tín dị đoan như sư Thích Minh Tuệ là hiện thân của Đức Phật là những từ ngữ gây hoang mang trong nhân dân, tạo sự hiếu kỳ, tò mò, dẫn đến tụ tập đông người, cản trở giao thông. VOA nhận xét, việc chính quyền triệu tập và phạt ông Tý diễn ra giữa lúc nhiều người theo dõi các video của các YouTuber, TikToker về hành trình khất thực từ Bắc vào Nam của nhà sư Thích Minh Tuệ và đoàn của ông. VOA cũng dẫn thông báo của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam trong một diễn biến được xem là khá bất ngờ. Hôm 3 tháng 6 cho hay, ông Thích Minh Tuệ, tên khai sinh là Lê Anh Tú, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực sau khi các cơ quan chức năng gặp gỡ trao đổi với ông, khiến ông nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân. Như VOA đã đưa tin, thông báo trên được đưa ra sau khi hàng loạt TikToker, YouTuber và đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ loan báo về việc ông biến mất trong đêm 2 tháng 6, khiến họ phải sốt sắng tìm kiếm ông. Hình ảnh những nhà sư đi theo sư Thích Minh Tuệ bị đưa lên xe công an, bị xé lẻ và bị ép không được tiếp tục cho đi theo thầy. Báo Thanh Niên dẫn lời cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế cho biết sau khi sư Thích Minh Tuệ dừng cuộc đi bộ khất thực, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ông đến nơi mà ông mong muốn, song cần phải đảm bảo ổn định xã hội. Tuy nhiên đến nay, công chúng vẫn không rõ nơi mà sư Thích Minh Tuệ được đưa đến là nơi nào. VOA cũng cho biết sau khi truyền thông trong nước loan tin về việc đoàn dừng khất thực, dường như các YouTuber và TikToker cũng không còn đưa tin về hành trình của họ nữa. VOA cho biết thêm, hơn một tháng qua, ông Thích Minh Tuệ đã nổi lên như một hiện tượng truyền cảm hứng, chuyển thông điệp không lời về đức tu khổ hạnh từ bỏ vật chất khiến hàng ngàn người từ khắp nơi tìm đến, gặp và đi bộ theo ông mỗi ngày trong hành trình thực hành hạnh đầu đà. VOA dẫn nhận định của trang Asia News hôm 3 tháng 6 rằng câu chuyện về nhà sư Thích Minh Tuệ cũng là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc truyền bá thông điệp tới công chúng, mang một cái nhìn khác so với những phản ánh chính thức của nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin một YouTuber đưa tin về sư Thích Minh Tuệ bị phạt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.